Nghe gió thì mẹ à, mày thổi ác thế. Hiu hắt vãi lìn. Thấy mình Gió giận lung đấy. lay. Từ từ. Bàn tay Bị nâng mẹ canh hoa ác màn hình đã. kiến. Tăng độ sáng màn hình lên. Không, trong trong Trời quả sáng option vãi của cái đồ. này có quả tăng độ sáng lên mà. Thế Tăng à? sáng vãi À. lìn luôn. À thế à? Ừ, anh có option Thế thì nữa. được. Graphic. Đấy, nó phải sáng lên nhìn nó mới Cho này đi. sợ. Ôi cho nó sợ đi. Mình hèn đấy. Hèn mà, tao hèn. À, sáng rồi. Đấu chặn được mấy cà lê với cả tô vít này đi chọc con ma nhỉ. Ui, mẹ như này nó chơi không là chơi nhưng nấp tránh anh có sprint không? Có anh sprint ăn đi đấy, đừng để bị bỏ lại phía sau. Ơ đít mẹ giật lag ấy nhỉ? Giật lag? Đi nó chó chơi à? Alo alo. Đít mẹ mình cho nó cho mình tương tác với mấy cái đồ này làm gì trong khi mình không cầm được như vậy đít mẹ. Ờ chả hiểu sao. Cứ cho mình xem nhá. Thôi cuối cùng chỉ để cho vui. Hay là nó đang trêu đùa cảm xúc của mình nhỉ? Để cho nó biết là mình có thể xem được những cái này. Nhà đèn pin đi các đồng chí. Bật cái gì đây? Bật cái pin là gì? Một. Tại sao mình không thể được cầm được cái bồ cào dài dài này? Thôi, đi được anh em. Ui, tao tàng hình rồi. Let's go. Mày nhìn tao nữa. Đây, chui vào đây tàng hình này. Tàng hình đâu, địch mẹ nó có đấm nhau không? Có. Anh chỉ tàng hình với chính bản thân mình thôi. Ơi tối quá, ai đi trước đi. Ui dây, cái trò trẻ con này. Nhìn là chó chơi mà không phải sợ. Chó chơi. Ơ, tối cái gì đây? Giả vờ thôi, giả vờ thôi. Giả vờ thôi. Tại sao nó không giơ cái cần pin lên cho nó giống ao lát đi, đi mẹ. Gì đấy? This way. He mean this way. Let's go. Lấy bị rin. Ôi địt phải cái lồn này máu, cái bóng này. Cái gì? Đâu, em có thấy đâu. Anh bị ảo giác à? Em đã thấy mày không? Mày bị ảo giác. Đúng mày đi đi. Ảo giác rồi. Ảo giác. Cái gì đây? Địt phải tiếng mấy cái đèn này khó chịu thế. Ờ, nó cứ tè tè ấy. Nó giống cái game nào ấy? Back room à? Tờ táp. Ẩn thân chi thuật này. Đâu? Đấy, thấy em không? Đều ẩn thấy. Thân. Ờ, nhưng mà sẽ có thằng thấy đâu anh. Ôi! Diệp Hoàng! Đùa rồi. Hít rồi. Đâu ấy, đi đi cùng nhau nghe, đi mẹ đi cùng nhau mà. Sao có 3 thằng thôi? À đây, 4 thằng. Sao rồi? Đừng có mất đâu 1 thằng. Ui! Ảo giác thôi, ảo giác thôi. Ảo giác thôi, đuổi theo. Đuổi theo nào, bảo nó đợi mình với. Anh Ninh đâu rồi? Ơ? Ở đây. Invincible. Ảo giác rồi, đi chạy. Ảo giác thôi, ảo giác thôi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Ba pet pet đấy, lag quá luôn. Ảo tiếp 4. Ôi. Gì đây, em quang. Chính thế. Ảo giác. Tính rồi, không gì sợ. Em quang tích trong sân rồi, đi chạy. Ơ, sao mỗi em anh Linh này? À đây. Đâu rồi, nào, chỗ rồi. Đừng mờ à? Đi chạy, em bắt em bị mờ rồi. Đâu? Ba thằng này. Ờ, huy xe chạy đâu rồi ấy? Đâu, huy xe đâu rồi? À đây. Ui, huy xe ra giả vờ là ma đi. Chả tin mày đâu, huy xe. Huy xe trả vờ chui từ bụi cây ra xong anh em giả vờ giật mình ấy. Hỏi chậm, không phải roleplay. Ủa, chỗ này nó bị tối quá nhờ, đi mẹ ánh sáng. Ngược sáng vậy đi. À, mày light ray các thứ. Ê, chỗ này là có nhiều đường đấy. Thì mê cung mà, mê cung mà. Cứ đi thôi. Xong tí mình phải làm gì? Mình phải thoát ra khỏi mê cung này. Chẳng phá mê cung này. Ơ kìa, con kia vừa chạy vào đây này. Đâu? Con ma vừa chạy vào đây mà. Đâu? Gói bóng. Bóng ma. À, bóng ai đó nhẹ nhàng qua nơi đây. Đấy con ma. Mở mẹ map lên nhìn giờ. Đấy đấy đấy. Đâu mở map rồi? Lên Google ấy thì chả có. Thì chả có. Mẹ mấy con ma này.
Đi đá chuối à? Vãi lồn địt mẹ chữ chất lượng cao thế. Đâu? 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 Mẹ mà đéo đọc luôn là cái press F. À đây. To whoever is running around the dark, it's creepy how about we just undo that. Thanks. Ok. Đây sách gì đây? Don't panic này, nó bảo là don't panic này. Ba cách hướng dẫn sinh tồn trong mê cung. Sách đấy mình nhặt mà. Sách đấy rồi để nhặt mà. Sách thứ hai là gọi sự trợ giúp. Sách thứ ba là không có điều. Hello. Thứ ba. Mày không nhận mấy bộ dâu nhìn kịch dị rồi quá. Đi dí mặt vào nhau ấy. Dí mặt nhau đứng trong dâu ghê quá. Lồng lồng. Thằng lồng mồm lồng. Ui, cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Ảo giác thôi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi, anh em đừng sợ. Mẹ đừng bốn thằng đấy, tí quay lại thấy còn ba thằng. Ờ lag này, địt lag hắn là trước phía trước là có cái gì này nó mới lag cái này này. Được, em đã thấy lag gì cả. Lên 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 lên. Lag em đi. Không lag em. Ờ em không lag đi trước đấy. Đấy của tao lag quái luôn, địt mẹ tụi tép rồi. Không, để cho này load load map thôi, có gì đâu. Ừ. Chắc chắn là phải có cái gì nó mới load map đúng không? Thì mình đi đến cái vùng đất mới nó phải load. Cái map này nó hẹp chứ gì. Distance cao quá. Cái map này nó hẹp đấy. Ghế này ngồi chiêu chiêu tí đi là. Đấy ngồi. Mẹ cái đèn nghe tiếng ghế kêu ấy mẹ. Thạch thùng. Parkour. 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 Bao giờ thì Mai mới đuổi? Em biết. Bao giờ thấy Mai là nó thoát đuổi. Checkpoint rồi, bao giờ checkpoint này đi mẹ. Checkpoint. Đâu có đồ chơi này. Ủa đạn này. La bàn này các đồng chí. À đạn, đây là ngày phát sáng. Nhặt la bàn đi. Gì cơ? Ngày phát sáng này, ngày phát sáng là làm gì? Phát sáng để thả. Kiểu... À. Biết mẫu đánh mì không? Để thả ra, mỗi người một màu đấy, mỗi người một màu đấy. Để chẳng may có lạc nhau anh em mình còn biết. Sao biết được mỗi người màu được? Em màu à, xanh. Đổi đây, đổi ngon đấy, đổi ngon đấy. Em màu xanh dương nhá, à là cây nhá, em màu xanh là cây nhá. Sao xanh dương? Ok. Sau dùng cái đấy đấy. Ok. Lần 2. Có 3 màu thôi à? 4 mà. Có cả màu hồng mà. Thôi. Anh sẽ dùng màu hồng đi. Màu xanh dương nhá. Em màu xanh là cây nhá. Em bấm số 2 ra cái la bàn đấy này. Anh bấm số 2 lần nữa. Bấm sai lần nữa. Nó đổi đấy. Đấy. Để xem mình đang hướng nào đây, đi mẹ đi về hướng này hướng gì đây. Đi trong này đấy. Trong này có gì không nhỉ? Đi bên phải thôi. Ê, trong này cái quyển sách này anh ấy. Con đi mẹ mày đá à? Sao la bàn lại quay như này? Làm sao? La bàn quay như đồng hồ ấy nhỉ? Ê, đi, mẹ tao tưởng la bàn nào phải quay hướng bắc chứ, hướng bắc đây, hướng bắc hướng này mà. Ờ, đâu rồi đây, hướng bắc này. Bắc hướng đấy. Mẹ nó quay chậm vãi lồn đi mẹ. Ờ, nó bị delay vậy lìn. Đi. Thì let's go. Ờ, em ăn hết rồi mà. Đây. Này đi về phía nam mà. To the south. Anh em nhớ thả cục kia nhá, em màu xanh là cây nhá. Nếu ai bị lạc thì nhớ đi theo màu xanh là cây của em. Ủa có tiếng gì ấy anh em ạ? Thả bao nhiêu cũng được. Hết rồi. Ừ, không hết. Nhưng mà hình như là nó có giới hạn hay sao ấy. Thả một cái giới hạn nào đấy thì nó sẽ mất thả cái. Thả ấn cái gì? Ấn chuột. Làm gì đấy? Mấy tờ giấy này xong rồi bị viết. Cái này bị lóc rồi, bị khóa rồi, không vặn được. Bật khóa cái máy này. Giant may open. Phải nhập vào đây à? Đúng vậy. Phải nhập cốt. Tao biết cốt mà. Đấy sẽ nhập luôn à? À. Nó làm cái gì cho. Ở tôn thì mình cứ đi ổn hòn đá thế thôi. Đi bên trái này. Đi, let's go. Đấy, thằng nó đi nào đi. Ui, tối lắm anh em ạ. Tối lắm. Từ giờ đang buồn đái quá. Thế anh đi đái không nhớ đái đang quần á. Tao có như mày đâu mà. Đi, sợ gì. Ui. Cái gì đấy? Cái gì đây? Nó vừa chạy qua rồng. Có. Ảo giác thôi, đi đấy, ảo giác thôi. Không, thân. Thế nó là ai đấy? Ở sách ở đây này. Không biết cái thằng nào cửa chuồng ấy. Thì đi. C đấy, địt mà.
Đi đi. Đi xe đâu rồi? Đi xe toàn trốn này. Trời toàn trốn này. Ui. Có gì đâu. Nhá 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 đi mà, nhá trước đi. Nhá nhá. Nghiêng nghiêng đổ, nghiêng đầu các thứ đấy. Nghiêng đầu như bụng gì vậy. Check đi đã. Đến ngã ba anh em thả một cục một phát. Dễ anh em thả một cục đấy. Mẹ mày thả liên tục luôn. Không thả thì nó mất cái đầu ấy, thả nhiều quá như nó mất cái đầu tiên hay sao ấy. Ôi, let's go, let's go. Ủa. Tắc quá ấy. Quay lại gì? Không biết. Ise. Tại vì quay lại đây. Ise. Ise tự nhiên quay lại. Quả đi, anh em cũng sợ. Ôi, kìa, kìa. Đâu? À, dọa thì xe thôi, nhưng mà nó đi trước rồi. Ôi, bóng đi. Nó còn gay đuổi. Ok à. Không gì đâu, bảo rác rồi đi. Rác rồi, lên xe ngồi lên, cho mấy cái xe lên ngồi mà. Lên. Lên anh em. Lên nó ủn đấy. Xe này xe gì ấy? Xe ba bánh à? Xe bút kít. Tối thế. Hình như cái đường càng ngày càng hẹp hay sao anh em ạ? Đéo, thế mà. Sơn suýt. Checkpoint, checkpoint. Checkpoint á? Ừ, checkpoint. Đâu? Checkpoint mà, checkpoint mà, đi chơi. Checkpoint mà, ơ. Oh shit. Đến đéo đấy. Nghe hỡi đi. Cầm ba đồ lâu về đi, mẹ này vũ u. Phải chậm. Đây lại cuốn sách này, anh em nhặt cuốn sách này. No, I'm stuck. Step brother, I'm stuck. Đi. Đi, let's go, let's go. Let's move. Để thử tập tí đái đã đi mẹ. Đây em đứng đứng một tí được một đái. Thôi em đi trước. Okay, anh em đứng đứng tí. Sao đây? Khúc gỗ. Khúc gỗ biết đi. Sách này. Sách. 5x30 quyển rồi. Nghe tiếng không? Không nghe. Điếc. Tao đeo tai nghe đâu, tao bỏ mà. Cười nha. Ui, cục xương to vãi luôn. Gì vậy? Tại sao nó phải cắt sách này? Tại sao cho mình phải cho mình nghe phải cho mình xem cục xương nhỉ? Thích. Officer brain. Mình đi nhiều rồi, mình dẫn được nhiều rồi. Ở cái mày dẫn được chứ. Dẫn được ấy. Ôi! Gì ấy? Cái gì ấy? Ôi! Ôi! Thằng anh, bạn đi sao ấy đi không ấy? Ôi! Cuốn sách này! Tu lều lý tưởng này! Theo lý tưởng của em và của anh. Chiếc diều này có diều đập mẹ đâu đi. Bổ đâu luôn. Nó bảo diều đéo dùng được. Ui. Ui. 8/30 rồi. Children. Checkpoint, checkpoint. Là children. Ờ. Hả? Kìa. Ui. Guy in here is tweaking the city bat. Dâu. I thought he was looking right at me, but I just froze up and he wandered away. Cái gì đi vậy? Not to step call someone to come get this guy when I'm out. Hai em kia đổi nhỉ? Đang chiêu đường. Sợ rồi. Quay em đi chơi. EQU là cái đầu bầy gì? Mật mã. Vãi lồn ngã tư rồi, ngã tư Hòa Lạc rồi. Các bạn hoàn toàn rồi, rồi đâu? EQU là mật mã cái trục vừa lấy à? Nhá, cái đèn pin này nó không thiếu thẳng kìa. Ờ, cứ chạy là nó cầm... Nó kìa. Đâu? Thì đây đây. Ủa đấy, đúng rồi, sợ gì? Nó không biết chạy ra đây đâu. Ê! Sợ gì, đi đây, mới đi ra đấy. Ừ. Sao? Không, 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 đừng đi ra đây được. Đừng đi ra đây. Đâu, đâu nào anh ơi.
Why you back up? Why you back up, bro? Why you back up, bro? Why you backing, bro? Tôi hết con mẹ đèn rồi. Mình chơi, mình lại vòng đây sao ấy? Đây, EQ với XS. EQ với XS. XS đâu? Đây. Đâu? Ở bên này. Không tìm cái cuối cùng nữa, tìm cái tượng nữa là ra mặt khổ. EQ đâu? Chỗ bên này sao? Thì nó có 9 chữ mà. EQ XS. 9 chữ nào? 9 chữ nào? 9 chữ ở trên cái trục vừa nãy. Dạ. Mấy nhóc con đâu rồi? Đây này, ở đằng này. Thả lại đèn chắc ăn. Thả đèn, thả đèn. Parkour. Ơ, cái này nó lên đây à? Mẹ lừa. Cá lừa. Ui. Ui, cái đường này. Em giật hết cả mình. Ui. Đâu, cái gì? Mày trước có gì không? Ê, quả đường này tối hết thì mẹ đi vào đây xem nào. Tôi có điện game nữa mà. Game này anh em. Ô đồ. Game đổ dái. Ôi tiếp. Ô, giải xong rồi. Tiếp, à bé, ơ cái đít mẹ gì đây? Úi địt, có mẹ đấy gần rồi. Anh em ơi, thủi gần rồi. Nó bật sáng hết chỉ mấy cái này lên này. Con này mặc quần anh em ạ. Nó đang đến gần rồi, đi bạ xuống đi. Đâu? Em vừa bật cái này lên này. Quay có mặc quần anh em ạ. Đâu? Anh em nhìn nó này, anh có biết nó này. Phải bị sao ấy. Thôi anh em đi trước đi, kệ xe. Ở kia. Vừa lấy cái thứ hai này. EQU xong cái kia là bao nhiêu nhỉ, huy xe nhỉ? EQU hay là như nào? Mày ra đây mày EQ hú đi cho mẹ. Ino EQ nó chỗ đầu ấy. Ô oh, bên kia kìa. Đây chỗ đầu ấy. Parkour. Cong. Parkour. Parkour à? Anh em đi ra đây hết rồi. Em sang chapter 2 rồi. Lộ gì ấy đi con mẹ. Chảy đều thế đi mẹ. Ô. Bunny poop. Bunny hopping. Ô. Ô. Tại sao có cái này của em ở đây? Ô. Ôi ảo giác rồi đi mẹ. Em bị cuốn vào ảo giác rồi. Ê, đây phải thằng Quang đấy, mình đi thằng Quang đấy mày. Hay là đây là con nó đấy. Nó phải thằng Quang không? Sợ thế. Ơ à, đây là này. Cái gì EQ cái gì nhỉ? Huy xe nhỉ? EQ bỏ cái lông lồn ra cho nó. Khó gì thế đâu. EQ đâu? Đây đang tìm EQ gì ấy nhỉ? Ino, y ngắn. N chữ N. Thôi địt mẹ qua con mẹ ra sao sẽ xuống được gần. Qua mẹ cho xuống chữ E ơi. I N N O mới thông một cục. Cái bên này là gì đấy? Cái gì ấy? Cứ túm sụp lại đi mẹ. Có cái lồng lồn mày ra nào Huy ấy đi. Con mắt bị dầu đi. Bạn lồn soi đèn pin chó đấy đi. Ơ kìa qua sữa hết kìa. Địt mẹ đèn pin lồn soi đéo nhìn thấy gì à. Địt kìa. Tại đèn pin đây. Ô thôi địt mẹ thả xoay cái bên cạnh ấy đi. Lồn. Một thằng xoay thôi mẹ. Thôi đéo xoay nữa địt mẹ thôi rồi. Ê rồi. Rồi xong rồi xong rồi. Giờ sao? À, nó mở cổng à, cái cổng bên kia. Qua đây anh em. Sang chấp 2 rồi. Em nhặt được 12 cuốn sách rồi này. Ok.
lốt định sang trang mới à? Tao đi phẹt đồ chơi đâu rồi? Get locked behind, my radio is not working. Gonna move further into the maze. Trời ơi, chúng ta có lồng đèn bắt muỗi. Phải lồn giờ cho chơi lồng đèn à? Ừ. Đi phụ sáng thế. Những quả lồng đèn này nó còn không bằng đèn pin ấy. Soi chỉ tầm gần thôi. Ừ, thôi gần thôi. Thế đèn pin đâu ấy? Thì phải đéo cho dùng cái rẻ lách này. Đèn pin lại ấn 1 lên. Đâu? À. Kiểu thích thì anh dùng. Lồng đèn này là lồng đèn để địt mẹ mà chứa linh hồn. Thread. Đi, let's go. Mặt đi đi. Anh đi hop về, ở cổng này đóng rồi. Gì đấy? Bụi tỏ sợ hãi như vậy, mình chỉ thử lòng thôi. Lòng. Cái lòng thôi. Thử cái lòng người gì đi. Bắn đi đi, đừng sợ. Con ma này không bắt được đâu. Thế sao em thoát game đấy? Bắt thử nóng nghe. I can hear it. Nói cũng xì đi. Lắm lắm cổng thế. Mà cổng đóng. Ơ đi tới hạt được. À đây. Con mẹ xuyên tường luôn. Ơ cửa sách khác à? Một trên đường. Ui. Tao nghe tiếng gì đấy không đúng chúng mẹ. Đâu? Ở đây. Tiếng gì? Nghe léo liếu. Gì đấy? Nghe léo liếu. Không nghe thấy gì cả. Tiếng léo liếu. Có. Anh ảo giác rồi. Ảo giác rồi. Bị đá đấy. Lại cái đồ bùi lắm thế. Tìm giải đấu cho trẻ con đó mà. Ôi, cổng lại mở, chúng mày cổng lại mở đấy, mở cờ cổng hết rồi đây. Cổng nào? Gạt cần này này. Huy xe vừa gạt cần này này. Mở hết, hết cửa mẹ ơi. Bây giờ tìm mày địch mẹ 5 viên đá một cửa cả đi mẹ. Ngồi. Vậy. Officer Frank Mills here. Managed to get through the first gate using some old... What the fuck? What the fuck? Tao đã bảo mà. Ôi, 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 ôi. Nó nó chill lắm, nó chill lắm. Nó chill lắm. Nó chill lắm. Từ từ. Đừng sợ. Đừng sợ. Sợ ấy, sợ đi đây. Đây anh em sẽ vào luôn cổng này cho nó ăn này. Ui. Cứ dê đang vui vui đùa với chúng nó ấy. Vui đùa. Không vào được cổng này đâu, đi. À đây, một cái sách. Đấy à, nó không vào đâu. Nó đi qua. Đi rồi. Mày nó chạy à? Nó chạy à? Đi cứ mẹ nó. Ơ đi ra ngoài mà, đi ra ngoài. Nó đi ra ngoài á? Ờ đi ra ngoài á. Sao mày lột đi? Mình chết rồi bà. Ơ. Ê sao mày chết đi? Chết. Chết xong. Cái đít tụi mẹ mình đang nhìn cái xe chơi đồ. Tuy nhiên nó quay nó nhìn cái xe xong chạy. Thế Huy Sê ra đi rồi à? Làm liệu mà anh bị con ma cây kia đuổi chết rồi đi. Anh liền. Là sao nó dễ vào? Công viên này. Ôi. Vào đu quay đi anh. Ui. Ui. Ôi. Ui. Ôi. Ôi. Mẹ cái ma xe này lắm cây thế. Tìm cái đầu bùi trong cái ma xe này bây giờ. Thành ơi. Chúng ta mình phải. Ôi em. Đừng để lạc nhau nhá. À lúc này. Em tìm được một cái hình tròn rồi này. Em tìm được một cái hình tròn. Mỗi cái cổng kia là một cái ấy à? Một cái hình tròn. Anh em ơi, không đâu ấy. Đi theo đi theo cái ánh sáng thả đấy. Ui xe thuộc dạng hồn ma rồi. Đi mẹ bị kẹt rồi. Kẹt what the fuck. Trong cổng rồi. À đây này, thấy ánh sáng ngoài này. Ê anh Linh đây. Bây giờ phải đi ra đường này thôi. Giờ phải đi kiếm thêm 4 cái nữa. Bốn cái hình tròn nữa. Chơi à? Cái gì đấy? I'm stuck. Tiếng lồn đây. À đây rồi. Mẹ. Huy Sê chạy đâu rồi? Một đầu thay ấy. Huy Sê chạy thật từ một đầu khác. Chết
trẻ con ở đầu kia bị đóng cửa rồi, đéo đi được nữa. Mình có mặt chuyển sang dạng linh hồn rồi, đi. Ơ, đi đâu rồi? Đi thôi anh Thành ơi. Đấy vơi, đấy vơi, đấy vơi. À, hay là đi đầu ra bên kia nhỉ? Đấy vơi, đấy vơi. Đâu, đi đâu này? Hay là đi đâu đầu bên này nhỉ? Sao phải đi đâu này mà lại đi đâu này? Em quang đi đâu mẹ. Chết rồi, khoảng liệu. Không, em vẫn đang đi cùng với C mà. Ồ, thế à? Đang gặp ông Liêm rồi. Huy Sê ơi, Huy Sê ơi, nhiều đường vãi lồn mày, sao không nhiều đường vãi lồn? Huy Sê ơi, cái gì? Em nghe tiếng gì ấy? Đổ đây, cái đổ đây, tiếng gọi mời ma quỷ gì đấy? Huy Sê ơi, nghe thấy không? Khó đi, con mẹ. Thôi cứ đi. Chắc không có gì đâu. Chắc là không có gì đâu. Ơ, Huy Sê đâu ấy? Chỗ nào này, Huy Sê? Ơ, mày đâu ấy? Mẹ vãi lồn, sao không đi theo em? Đây, quay ra. Huy Sê ơi, sao mà có thêm cái gì đi đấy? Mẹ mà giải cái đèn ra, đi con mẹ mà đi đéo giải đèn ạ. Đi à, cả lồn. Tái cả lồn ạ, thầy đi, thằng Thành đi đéo giải đèn. Vãi lồn, cái này là cái gì đấy? Huy Sê ơi, Huy Sê ơi, Huy Sê ơi. Hai anh em kia đang vui đùa đi. Huy Sê ơi, chạy đi Huy Sê ơi. Chạy đi, nhanh lên vào. Huy Sê ơi, chạy. Chạy đi, nó xuống đi kia. Hai chân anh đang đi rồi. Chạy đi, hai người cứ chạy thẳng đi. Nóng rồi. Chả biết đâu. An toàn, anh em an toàn. Ui, mẹ cái như là chỗ này để tế sao ấy, mẹ đi mẹ mày. Từ người chưa biết là cho thoái lắm. Hai anh kia đâu rồi? Sợ quá rồi. Chỗ tế người rồi, chỗ tế thần rồi đi. Sao mấy chỗ mấy cái lòng không có mấy cái hình quả cầu. Em lại nghe tiếng gì ấy? Nó quay được à? Huy Sê ơi, cái này nó quay được à? Huy Sê đâu rồi? À đây, có mấy cái gì ở dưới này? Ờ, có mấy tấm ở dưới này, nhưng mà... Anh ngồi đây đứng đây này, anh nhá. Kẹt rồi. Rẽ đi Huy Sê, rẽ bên này đi. Không, bên này cơ mà. Nó bảo gì ấy? Ui, em thấy ở đấy. Nó đằng sau mấy thì quay. Em nói lồn gì ấy? Chạy đi Huy Sê ơi. Tao vào lồng trước đây. Chạy đi. Nếu vào được ạ, đi. Thôi kìa, cái này xoay được này. Ơi. Đâu ấy? Huy Sê đâu ấy? Từ, đâu? Anh đang ở đâu? Anh đây. Alo. Ok. Được rồi. Đi. Không, nó ngoài hay sao ấy chơi ạ? Ôi, đừng cút, chỗ này đừng cút Quang ơi. Từ, anh đừng ra. Bình tĩnh. Ôm, địt mà phải giải đúng chiều của nó. Cái nhà ấy này. Nhà cây. Nhà của mấy khóa học ấy. Đẹp quá. Ơ, phải làm sao để ấy cái này, nó chặn đường rồi. Bây giờ phải làm cái trò tí để mở ra. Ơ, hai anh em kia đâu rồi, anh Thành ơi? Anh đang xoay chuyển cắn khôn em ạ. Xoay chuyển cắn khôn. Mixture evaporate. Ok. Ok. Em nghe. Ôi thôi. Đây mình làm nào ấy để nó. Con mẹ em mày bảo sao đéo tương tác được ạ? Địt con mẹ em mày. Vãi lồn nó chui con mẹ vào đây giết mình luôn mà. Vãi lìn. Vãi lồn địt mẹ mình đang xoay với cái địt cái quả ấy ạ. Và ông Linh đang ở đây cùng mình luôn ạ. Địt con. Ờ, nhưng mà chắc là con ma cây đã thấy. Tư quá, một người một thằng nào ấy. Bây giờ bắt nào cho cái này để thành cái chất gì ấy mà đi phá cái cây này này. Đây, anh xong rồi này. Đâu? Đưa. Sổ ôi, game dễ. Ok. Thằng này bị thêm một mẫu dấu ấn rồi này anh em. Thế nào là có mấy cái rồi, em đang cầm một cái này. Có hai cái rồi. Sao này? Cường ấy. À đâu? Tính ra em đang cầm hai cái chứ nhở? Ấn đâu để ấy nhở? Ấn đâu để kho đồ ấy nhở? Phát ra ấy. Mình thấy có làm mình có hai cái rồi. À ừ. Okay. Giúp.
Ui trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi, nhìn kìa. Nhặt cái gì? Nhặt cái gì? Chưa. Nhặt đi. Nó trong nhà kìa. Đâu? Rồi nhặt rồi, nhặt rồi, nhặt rồi. Còn hai anh em nữa chưa nhặt thì kệ. Thì ở đi. Thôi đi 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 đường này, đi đường này. Ok ok. Dễ, kịp dễ. Kịp dễ, giờ mình không bị cửa chặn rồi quá. Không bị cái lùi thì chặn được nữa. Chỉ còn ma. Đường này nhiều cỏ, đi đường này. Ok ok. Hả? Ra cánh đồng này. Rồi ở cái rồi sao? Anh Linh phải giải mã cái bên đấy để lấy một cái rốn nữa. Của em làm là hai cái rồi. Anh Linh ơi. Đấy. Giải mã cái bên đấy đi. Để lấy một cái rốn. Đang có hai cái rồi. Ôi trời ơi. Bằng ơi. Bằng ơi. Đi thì bấm vào trái, thả cái đèn ra. Bên đi. Em ở bên này. Xe ở bên này. Em đi nhanh quá, từ từ. Nó cắt xe rẽ rồi, từ từ bình tĩnh. Em đéo có gì à? Cái gì? Bây giờ anh rẽ phải. Qua đây nó đằng sau em kia. Em quang đi rồi. Thôi. Đứa kia đi, đi á. Nó đằng đâu ấy? Nó sau em chứ còn nhớ. Thế nó đi, nó đi. Quay, quay, quay. Đâu, đâu? Bên đây, quay. Đâu? Quay vào lên nhé. Nó vừa đi ra khỏi đây, nó vừa ra khỏi cái thân này thôi. Ok ok, let's go, let's go. Đang lần theo dấu màu đỏ, màu xanh này. Đấy là đang gần gần rồi đấy. Đỏ xanh sát nhau là gần gần rồi đấy. Ê, cổng này. Cổng này. Ra cổng rồi đúng không? Ra cổng không? Đây 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 đây, quay sau, quay lại sau. Ra đường sau ấy. Đâu? Đấy, đằng sau này. Ô, chặn mẹ rồi. Đâu? Đây à? À đây thấy, lâm tránh anh đi thấy. Lâm tránh anh với cả bu mắt tóc đấy. Đấy. Thì đấy. Em vừa đi ra đường này mà. Ừ, không em vừa đi ra đường này mà. Thôi đi đi. Thôi đi đi. Tìm, tìm nốt cái nữa nào. Tìm nốt cái cuối xem nào. Sợ quá anh quăng. Đây, em luôn ở đằng sau. Không phải sợ. Ném viên drive cho em cơ. Sao phải đi cơ mẹ. Đây, đây là sinh nhật đây rồi, Duy Trê ơi. Ui. Duy Trê ơi. Quay anh em đúng không? Ừ. Kinh nữa rồi. Không sao, có cái à? Có chưa? Ờ, có rồi, có rồi. Nhưng mà cái 4/5 còn lại cái này cái gì? À, cái... mình nhét nốt cái cuối cùng vào. À, rồi rồi, ok, đi đi, quay lại đi. Quay lại, quay lại. Nó phải vừa ở đây không? Nó vừa ở đây không anh ạ? Chắc mẹ không gấp được rồi. Ok đi, con mẹ. Ok. Anh em nó mở cổng đi vào rồi à? Cút luôn như đợi đéo vậy. Thôi. Thôi. Rồi nhỉ. Tối thế, từ từ tăng lên độ sáng rồi. Cái này nó tối hơn bình thường ấy. Ừ, tối nó tối nhỉ. Em tăng mắc độ sáng lên thôi. Nó để sáng vãi lồn luôn ấy. Em để sáng hết cỡ mà. Ờ đấy, ủi sáng vãi lồn, để 100% sáng vãi lồn luôn. Ừ. Nhìn thấy clip mẹ mày lông chim huy xe luôn. What the fuck? Đi đi đi, let's go, let's go. I'm Q, bro. Không lên được đâu, sẽ. Không lên được à? Ui, chỗ này yên tâm, chỗ này thoáng, không phải sợ. Thoáng, mến mà này, không phải sợ. Có đồ gì cháy dưới kia. Ừ nhở. Thôi, mình cứ đi vào nhà trước đi, ui sao. Mẹ hai anh em kia chết đâu rồi. Bắt lục tránh anh. Oh. Tớ mỉ. Oh. Trong nhà có nhà vệ sinh này. Vãi lồn, nhà này chẳng có. Vật quát ôi, đi thẳng vào rừng sâu luôn à? Tây Nia... gì? It just ignore me. Chẳng có gì.
trốn, nếu mà con gì đó thì trốn trong nhà hoặc cạnh lửa. Cạnh lửa. Cạnh lửa hoặc là trốn trong nhà. Con gì đó. Cái con gì đó. Ê, yo yo yo. Gì vậy? À đâu? Ảo giác. Kìa, nó ngoài kìa, địt mẹ vãi luôn đi qua kìa. Đâu? Kìa, kìa, góc nhìn anh này thấy này. Đâu, 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 đâu. Mà cây to lắm. Ở đâu, 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 góc này này, nó vừa đi qua trước mặt này. To lắm à? To lắm. Đâu? Địt mẹ phải 3 mét. 4 mét rồi đấy. Ở lý thước đâu là đâu đây? Nên giờ ngủ rồi. Đó tỉnh. Thế, thế thì mình sẽ nhìn thấy bên này chứ đúng không? Đâu? Bắn mẹ rồi. Em ra ngoài kia em xem. Thành lửa hay sao ấy? Ra ngoài xem. 3 mét. Đi. Đi đây PC. PC đâu rồi? Đi. Đi. Lập trẻ đi chơi ấy. Đi đấy. Đi đi đi. Đi. Đi đây, sợ gì? Đi. Yên tâm, em luôn ở đằng sau. Đây đây. Đéo an tâm chỗ này. Không có bãi lửa gì à? Ở bên kia vừa đấy có cái gì cháy đấy, anh chẳng bảo sợ cái gì cháy tí nữa. Ôi, ôi, huy chơi, thấy không, thấy không? Bãi lùn, đây là con phúc luôn. Còn trong phúc lô đi. Ui, mẹ mày na sấp. Ôi đi vào đây. Thằng này nó đứng ngay trước nhà này. Ờ đúng rồi. Thầy nó đứng này rồi. Nó đang bị mẹ mày cầm chim này. Chạy nhanh nữa luôn. Cứ xe rồi. Cứ xe rồi. Nó cứ đi con mẹ gầm 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 trong bụt cười luôn. Nó đang đuổi. Nó. Nó ấy. Cá cáo ấy. Na sấp thì sao? Thế nhưng mà nó vào mở cửa hay sao? Cửa trước không đóng sao? Không đóng, không đóng. Đi nó đứng đi xung quanh nhà luôn mày. Đi 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 xe, đi đi xe đi. Qua đây chạy nhanh quá luôn quá. Ừ em nhìn thấy rồi. Nó mà dí đâu đéo chạy được. Kìa kìa. Đâu? Kìa này. Mình an toàn quá. Ờ rồi. Sao rồi? Em muốn lửa à? Không có thiểu năng ấy. Đéo cháy luôn mà. Mà cây. Đi 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 xe. What the fuck? Sao trông kiểu bị nứng nhỉ? Ui. Làm lột. Cái hố gì này xe? Địt mẹ nó có chạy được 2 bước rồi lại đứng im. Gì ấy? Không biết nữa. Lại cổ nữa. Ấn được vào này PC, ấn được vào cái ấy này này. Ừ. Van sư Keleton. Nó tác dụng gì nên là không làm được cái gì cả. Thôi đi đi PC. Này lại giống như yeah, bye bye huy xe với quang luôn nhá. The ritual nhỉ. Đi vào đường đi xem. Cái xe trên này này có nhà này. Nhà to ấy lì luôn này. Anh EPS drop lắm đi mẹ. Không nó load map thôi, load map thôi. Vào nhà. Sao an toàn rồi đi vào nhà. Nhà này to vãi lên biệt thự luôn mà. Nhiều nhớ đây nhà mà sao? Nhà này đéo cửa được con ơi. Oh yeah, oh yeah. Cửa đâu được. Không con kia to lắm, nó không chui được cái cửa đâu, anh không phải lo. Đi nhà nó chịu kìa. Cái luồn mẹ. Thôi đéo mở ra đi. Đấy chịu tí nào rồi. Đi xem quanh nhà có gì không. Anh sợ đây nhà ma lắm, Quang ơi, từ từ đấy anh. Đây, sang bên này đi. Ui, nhà được cái gì đây, chơi. Ui, có chìa khóa này. Em nhận được cái chìa khóa. Mình di chuyển đấy nhỉ. Kiểu. Di chuyển đâu, di chuyển đây. À, vẽ hình Alimea đây. Alimea. Ơ, có chìa khóa rồi nhưng không dùng được cái này. Em tìm được chìa khóa phòng nào ấy. Đi đi đi. Lên tầng này. Từ từ, lục hết đấy. Đi, con mẹ anh đéo bật nhạc đấy. Ai rồi anh ấn? Nó tự lên. Ừ, lên tầng đi, lên tầng đi. Cái mẹ nó, đi đi. Đừng, không. Đây em có gì không? Đâu đi xe?
qua cửa này đâu. Cửa này. Từ ngồi đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Cái gì? Không phải, em nghe nhầm. Tiếng này ơi, đi mẹ. Bắt đầu đi mẹ ảnh trẻ con đéo gì ảnh ghê. Đi đi lên tầng rồi. Mấy cái ảnh vỡ. Tức là ảnh đều vỡ. Mình ở trong nhà an toàn mà. Chắc không? Chắc chắn. Thế sao nhà ngoài tự nhà tự mở đi. Dưới rồi, mở cửa dưới rồi, mở cửa dưới rồi. Mở cửa dưới sẽ. Bây giờ lại xuống dưới. Đi mẹ tải một tất cả cái điểm dính về là con mục của lý nữa. Đúng. Ui. Không sao, mình trong nhà an toàn mà, không phải lo. Cửa nó đóng đuôi đâu đi. Đi xem nào. Mẹ kéo cái in. Cái gì? Kéo cái in store mail vào đây à? Trông lạ vãi luôn. Em không biết được, nó là cái gì ấy chứ? Happy bot đây, happy bot đây. Đâu biết. Cái máy tải đâu? Đi vậy đây, nó là cái đầu bùi đây đây thôi. Rồi, phải tiếp cửa. Đây. Cửa bên đấy đâu, trong đây có một cửa. Đây cửa này này. Đây đây. Nó chỉ có mấy cái này mà. Ừ, thế nhưng mà đi vậy đây thì em có hoàn thành một file mới nhá. Xóa cái cũ đi. Đây. À, đi, mày này, mở cái file riêng nó chả thế. Mày cài nó rơi hết ra ngoài đâu nữa. Có được chìa khóa rồi. Thế đấy, nó là cái đấy. Làm gì còn chìa khóa nào nữa? Mày để thế này. Anh nhặt rồi, anh nhặt. Thế lại phải lên lên này. Phải lên một folder trong khác đi. Em mở hết rồi. Mở hết rồi, cái này em mở hết rồi. Đi lên 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 tầng. Nhưng mà bên kia mở mở cái nở cái cửa cạnh cầu thang đi xem. Đồn tun. Cái gọi là plugin. Em ngu khổ lắm. Đây, không phải được rồi. Kéo cái ito vào đây được đúng không? Khóa khóa. Ờ được rồi anh ơi. Ok. Anh tiếp tục chơi đi. Xong rồi. Cửa này đi xem. Cửa này cửa này. Khóa. Cái này nó khóa. Đéo chịu. Cảm ơn. Nó đang nổi điên này kìa. Chúng mày làm gì nữa đây? Đang nổi điên rồi kìa. Ơ trong phòng này có gì nữa đâu? Khóa con mẹ thôi. Hay mình lục cái gì thiếu nhở? Thiếu gì đâu. Cứ mò từng cái một. Mò hết sao nào. Ơ ừ? Có gì nhở? Có thiếu chỗ nào đó nhở? À đây 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 đây. Đây 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 đây. Cái gì? Xong này có một chìa khóa. Anime gì lạ đấy. Hình như nó mở cái tủ này. Đúng rồi, chính xác. Đi đây. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi đi. Ô lại chìa khóa tiếp. Nó vừa ở hướng này này. Thế là anh em mình phải chạy ra hướng bên này. Ơ nhưng mà hai anh em nhà kia địt mẹ mới đi hướng nào đây. Nhiều hướng lắm nói chung. Giờ nhà cũ ấy. Từ nhà cũ á. Đi ra cái chỗ mà anh vừa nhìn thấy nó ngay trước cửa ấy. À đây, thấy. Thấy đèn của em không? Ờ, rồi, thấy. Cửa không có thang sao đấy? Giả nhà là đèn đấy, nhà đèn đấy. The fuck? Ôi trời, nghe gì không? Có. Thôi, đừng sợ, đấy chỉ là ảo giác thôi. Ơ, chỗ này bọn đi rồi, nhà đèn tứ tung rồi. Cứ đi, kệ mẹ. Không sao, đấy chỉ là ảo giác thôi, đừng sợ. Ê, địt mẹ đứng gần có bị địt mẹ phai phai không nhỉ? Chết người luôn mà. Không, vãi lồn địt người lửa. Ben 10. Không mở được cái gì không? Trong này có gì không? Tìm kỹ rồi. Don't let me alone. Tìm kỹ. I'm scared. Có gì nhỉ? Tìm kỹ là thế nào nó có cái gì đấy, chìa khóa hay gì đấy. Cái gì đấy? Nó ngoài kia. Cái lỗ lồn gì đấy? Tắt lem nào. Lỗ lồ. Có củi lửa kìa. Đấy. Đéo gì quá ạ. Đi con mẹ. Từ từ. What?
What? Mấy cái phòng trên mình còn chưa mở được cơ mà. Thì khả năng là chìa khóa vẫn bị giấu ở đâu thôi. Bỏ đi rồi. Lại dùng lại nào. Ơ để ơi, nó ngay ngoài cửa mình này. Nó có tới giờ nó cam ở ngoài này hay sao ấy. Nó cứ ngoài này thôi. Ơ đấy, cửa này mở được ấy. À cửa này vào rồi đúng không? Camping simulator. Còn hai cửa này thôi. Lục kỹ một lần nữa thôi nào. Nhà đéo cái đỏ đỏ đen mà đen. Must to get in đường mòn Hồ Chí Minh. Oh fire. Oh what the fuck is this? It's a fucking oh no. Có lửa trong kìa. Nhà có lửa. Can you go first? Can you? Mộ kìa. Trời ơi tắt nhạc đi trời ơi. Anh đéo bật. It's like a fucking... Rồi làm sao để mở cái cửa này ấy? Về... Cái điêu đỏ đỏ kìa. Lại đi mẹ mà game lại đố rồi. Đây em sẽ cam ở đây xong con anh giải đố ở đấy. À đây. À địt mẹ tưởng đâu, đâu, người đâu, này mà cách thả đèn cho họ. Quá trong miệng con đầu lâu này. Đâu. Có anh đấy lấy rồi. Mở trên này đúng không? Chắc chỉ mở trên này thôi. What are you done? Cửa cuối này rồi. Đó phải. Cửa bên này. Ừ, đúng rồi, cửa này. Vứt đèn đây mất luôn. What why you standing there? Em cách nó. Không. Come in. No. Come in bro. So got puzzle. What the fuck? Kéo gì? What is this? What does this mean? Bên phòng này chơi. Bro. Cái gì đây? Cái gì đây anh à? Ơ kìa anh chưa học cổ ngữ à? Chưa, tao chưa lên level đấy. Anh vừa... anh có làm được gì không? Học cổ ngữ ấy, xong rồi giải đi. Mấy cái biểu tượng này chữ A ngược. Chữ B kép. A ngược, đấy là... Hàng rào. Cái gì? Ơi! Cái gì? Thì vậy sao đến ngoài bật lên? Tại lên ở ngoài này. Thì từ trước giờ nó vẫn người lên mà. Mẹ sao cái cửa đấy nó tự đóng? Không biết cửa nó ở đấy nó cứ thế đấy chứ. Nó cứ thế. Bật lên bao giờ luôn thì cửa thì nó khả năng là nó có. Nó có gì à? Em hiểu rồi. Không, trong phòng này chắc chắn có một cái gì đấy Huy Dê ạ. This way. Đâu. Ui. Không. Mở cửa này đóng cửa kia thôi. Thế. Dùng phép đít mẹ nhưng mà phải giải cái này đã. Ok. Đi đâu? Làm đéo có gì mà giải em được thôi à? Gì có gì đâu. Sao đây không? Ôi Huy Xê ơi. Ừ. Ôi, em vừa rút được quyển sách này ra này. Yeah. Ừ. Đây quyển sách xanh xanh này. Sao? Khả năng nó mở một cái mật thất gì? Khả năng nó mở một cái mật thất gì ở dưới. Huy Xê ạ. Mở từng... Nó có cái gì bấm được ạ? Dùng hết đã, dùng hết đã rồi. Có gì cả. Đi xuống đi. Ủa điều quá đi. À cửa này. À đâu cửa này nó là cửa trong. À đâu. À mở cầu thang này xuống. Oh. Thử xem nào. Mở từ dưới lên đấy. Kéo gì. Đi mẹ này. Béo chùm dài đi đường này đi. Có thì bấm được đâu. Sợ quá đi mày. Đừng sợ đấy. Thank you. Thank you. Mẹ. Yo welcome. Có gì không anh chơi? Ui. Cái gì? Qua ơi. Hả? Come. Em thấy cái này không? Thấy cái gì? Thấy. Ủa cái này cháy gần hết rồi. Địt cái này như có thời hạn sao ấy. Nó y như cái vải này. Y như cái này. Không. Xong bây giờ nó... Thấy đúng vải không? Ừ. Năm nay trước rồi vải nó như này này. Thế á? Oh no, we have a fucking void rock kìa. À đây, cái này. Không, Huy Xê ơi, trong phòng này chắc chắn có một cái gì đấy. I best not touch
Until I Thì know bố what it mẹ is. ừ, thì nó có gì thật đi... Thế giờ làm gì để biết được địt mẹ nó là cái gì? sách cổ ngữ ấy Đâu sách cổ đọc ngữ này? sách cổ ngữ đi. Any tree Địt mẹ nó đọc cái cổ ngữ vậy? Đó. Ok. Oh, something there. Oh no. Where? There, yes. Oh yeah. Chill nó xong rồi cho nó ra đây chẳng hạn. Có ba cổ ngữ được làm từ gỗ để tạo ra một phép à? Phép hex à? Cái này là mấy cái mà mình thấy ở ngoài kia đúng không? Mọi lần nó vẫn quanh quẩn đây mà. Địt mẹ, nhưng mà chắc chắn là điều là trong nhà có ma quá. Địt mẹ chứ đéo thể nào con ma nó đội khăn xong nó And you chạy won't come đi. Here. Yes. Thế bây giờ mình phải làm gì chứ? Thế cuối cùng trong nhà này là chỉ có cửa sách đấy thôi à? Qua đây. Qua đây. Hay đi, đi ra bên ngoài anh em bên kia đi. Kind of invisible when. Ui giời ơi. Làm đéo dám vào, địt mẹ bố mày đẳng cấp. Ủa đây là cái gì temple à? À đâu? Thì cái tòa nhà, cái nhà mà chỗ một cái vừa vào. Ôi lòng hoang mãi ở cái nhà này cuối cùng chỉ có thế. Trời ơi. Ơi. Đi đây lúc này cơ mà. Lúc này mà. Sợ quá luôn. Không sợ. Tao đang quây quần bên đống lửa xong có con người cây bảo vệ này. Yeah. Đẳng cấp vãi lộn. Thế người cây đang ở bên kia rồi, đi anh em ơi. Đi. Con người cây đang về đây đúng không? Có thể đang về đấy. Ê, cái đọc sách cổ ngữ là cái gì đấy? Ê, màu xanh kìa. Chả có tác dụng gì đâu, chưa có tác dụng gì. Ui, em thấy anh nhảy nhảy bên đống lửa bên kia kìa. Ờ thì sao đấy? Hello. Đi đi đi. Anh em không vào nhà chơi đi. Ờ. Mẹ để view distance xa xa tí nhìn nhau rồi. Để đó là IPS. Nhưng mà nó nhìn được. I'm fucking safe. We are safe. Đấy đâu? Bạn bảo cố đi ba cái thép à? Ba sách bài từ của ngữ ở là quanh là trong khu rừng này. Thế em gửi trên Discord kìa. Ờ. Có thế à? Đấy, từ nãy giờ ngồi giải trong cái căn nhà ấy chỉ được như thế đấy. Mày đọc được sách đúng không? Bây giờ mỗi mày đọc được thì mày đây, 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 đây. Chậm, nhầm đường đúng không anh Linh? Đúng không? Đúng không, không, đây. Đây là phép hack này. Ờ, đây là... Ờ, ở bên kia vừa nãy cũng có một cái này mà. Ờ, có nghĩa là nó có ba ký tự. Ờ. Ở trên cái chỗ mộ kia là địt mẹ giờ làm sao giải ba cái tự đấy ra để mở cái cửa hầm ấy, cửa mộ ấy. Ơ, ông ơi. Ừ. Quay lại nhà kia, nó vẫn nhiệm vụ mình vẫn là đi điều tra cái tầng mái kia. Cái gas xếp kia. Cái gas xếp còn gì đâu. Mình đã làm xong nhiệm vụ. Oh fuck. Thấy nhá. Bố đang phai phai đây. Mình sẽ bỏ phai phai. Chiếu đèn mặt nói anh em. Con này là địt mẹ. Từ tiếng to quá, tiếng to quá. Con này ở trong phốc lô mà. Quái vật trong. À đây là quái vật này trong phốc lô. Tìm nó cổ ngữ. Bạn biết dùng phép gì để counter nó không? Phép gì? Thích này. Nhá đây anh em. Thích đi. Đi đi đi, vòng đây đi xe. Đi đi. Đi 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 vào nhà đi. Từ từ vòng 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 đây xong anh em mình vào nhà. Nhà đâu nhỉ? Đây bên này, bên đường hướng con kia nhưng mà nó ở đằng này. Đi đi đi. Đi. Ơ từ từ không, mình vừa cục đá rồi. Nó vẫn ở đấy à? Ờ. Nhảy lên đây xe. Đây đây đây, xe, lên đây lên đây. Hai anh em kêu đi về nhà, đi có đi nhìn thấy nhà kêu. Đi đi mạnh bí mạnh luôn đi đi à, lên lên lại tầng mái rồi, tầng mái đã điều cho xong đi đây xe ơi, từ đợi em với. I will need to three effigies đi 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 to create the hex for the crypt door. I can destroy these to get back in eventually. Từ gỗ rồi. Bây giờ là phải đi grab cái con dao.
Không, có dao rồi, có dao. Có dao rồi, có dao rồi. Bây giờ đi phá. Sao đâu? Để làm gỗ rồi. Nhặt rồi, nhặt rồi. Xây đéo trông. Let's go. Ui, Huy xe lòng sau, lòng sau Huy xe ơi. Nhanh, 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 nhanh. Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Đùa đấy. Đâu, ừ kìa, đằng sau thật mà, đi cái gì? Thấy chưa? Ủa rồi sao? Ủa kìa, nó chạy rồi, xem kìa. Nào. Nó vừa chạy chỗ này xong. Ừ, anh biết rồi. Từ từ, bây giờ mình ra cái chỗ rồi, ấn kia đi, xem. Phá. Để rồi, đấy em cam cho, để em cam cho. Đấy chưa? Phá xong rồi đấy. Đấy chưa? Còn hai cái nữa. Một cái. Hai cái nữa thì ở đâu? Ở bên kia kìa, ở đi, bên... Đi quậy đường này có một cái này. Đi xe. Đi, nhưng rồi. Mà mỗi xe cầm dao thôi, đấy thằng này. Đằng đống lửa này, quay về đống lửa đấy. Nhanh lên, nó chạy về đấy sao ấy. Đó, chạy chạy về, chạy chỗ tao này. Đây. Quick. Đi về này, đi về này. Đây. Nhìn đây. Anh em đi chạy. Đâu, em đang ở chỗ Thành với Quang mà. Ừ thì đấy, chạy về đây. Ủa, đi mẹ. Mình hình như là mình có thể chạy lùi được đấy anh em. Đã chạy còn thích. Ồ, mấy cái đèn mất hết rồi này. Cái gì cơ? Mấy cái đèn mất hết rồi. Phòng bộ đèn. Mấy cái đèn mình nhả ra. Ô, cái này nó cháy à? À. Thì chắc là mở hết kia thì nó mở cái cổng này sao ấy. Ờ đúng rồi. Đi nhanh lên nào, ra đây nào. Quick. Khu mình. Con người cây nó ra bây giờ. Đông chế. Ôi đi, mẹ nó đây rồi ấy. Lấy lồn lên rồi. Đi anh em đi đây. Đi lồn giờ nó quay lại này. Không quay lại được đâu, yên tâm đi. Ơ đi, con mẹ chạy đến nơi rồi, vãi lồn ạ. Chạy đến đống lửa rồi, vãi lồn đi. Ồ đâu Huy xe ơi. Yên tâm, em nhìn đằng sau cho, không phải lo à. Thì phải chạy đến con mẹ đống lửa rồi chứ. Con nó đến thật kìa. Ừ nó đến thật mà. Đi đường này đi xe. Mẹ thí đây anh em đi đây. Không, nó bắt anh xong nó lại quay lại đây mà. Ui nó chạy rồi kìa. Trời ơi, nó đến kìa. Thằng nào cầm mấy thằng nó mới được à? Thằng nào cũng được chứ. Không, thằng nào cầm thì nó được rồi sao. Để tao lấy thử xem. Cấp gì hả? Đây, có một cái địt mẹ lên này. Mẹ ngay bên phải. Đâu. Đây nó ngay bên phải này, yên tâm em cam nó cho. Anh em cứ lấy đi. Con này đang cam mình rồi. Có một cái ở gần chỗ nhà ấy. Cái thứ hai rồi. Có một cái ở gần cái chỗ nhà ấy, chỗ gần cái chỗ spawn ấy. Mình vừa spawn ra mà thì chỗ gần đấy thì đúng rồi không? Đúng rồi cái đấy, đúng chính xác rồi, có một cái nữa. Xem đâu để biết là đúng cái đấy không đấy. Em xem ở cái cửa này. Có phải là cái anh vừa nhặt nó giống như kiểu mẹ hình W như kiểu Alan Wake đúng không? Đúng. Đấy đúng rồi. Thế còn cái nữa ở đâu đây? Một cái nữa như kiểu cây hình giá ấy. Cái chữ T đúng không? Người đã biết được đâu. Đi sao nó lại ra đây rồi? Nhanh thế. Thôi đi anh ấy, đi. Ơ, Huy xe rồi. Huy xe rồi. Ô, vãi lên. Thành ơi. Anh đi sổi. Sổi mẹ trước rồi. Thế đi anh Thành ơi, đi. Đi đâu? Đi không? Huy xe màu gì nhỉ? Huy xe thả đèn từ lấy đường đấy. Ờ, anh thả màu hồng. Tao thấy màu hồng nào cả. Ờ. Lừa vậy. Đi ra cái chỗ lửa, Linh Nguyễn chết này. Đây không? Thì mẹ đang có lực lửa đây. Đứa đây ở chỗ này gần chỗ spawn hay sao? Thôi, bye bye mọi người nhé. Đầu đông mút em qua ngay trước mặt mình ạ. Đi thôi, bây giờ nó chỉ thắm mất mình rồi. Ôi, đít mẹ ờ làm gì. Ê, cái chỗ cánh nhà ở gần chỗ spawn ấy. Đâu rồi? À đây, em đây, sao anh ấy? Đi xe. Anh nhặt được cái nốt cái cuối chưa? Chưa, đi bắt. Có cái gì thằng đấy nó mới ra đây đứng này. Đấy nó yên này, nó nổi nổi cơn thịnh nộ rồi à. Mở cửa đấy. Mở cửa bên kia đúng không? Nhưng mà cửa bên kia bây giờ ở đâu nhỉ? Đây thì Thành đang mở cửa đây, có gì? Cún cái lò. Nó ở cạnh nhà to. Huy xe với cả anh Ninh rồi.
đi mẹ lại giải đấu tiếp à? Ở bên nữa? Ở bên trái cái nhà to to ấy. Ôi rồi rồi, rơi xuống mộ. Điểm dễ. Chapter 3 rồi à? Phá đảo chapter 4 rồi. Trời. À đeo gì? Hello nhìn nó sợ hơn. Địt con mẹ. Trông giống địt mẹ mẹ amnesia thế nhở? Này còn tối hơn cả vừa lấy cơ. Ô địt mình nhà được cổ ngữ này. Đó. Ủa phải lồn dài quá. Đó mình upgrade rồi mình lên đời nó. Đã bảo là càng ngày nó càng tối mà địt mẹ. Đây là một cái cổng, hai cái cổng này. Này anh em bảo tối à? Không hề tối. Ô đi hết rồi có ma đâu mà. Ôi đó. Phải ô này. Cửa 2. Ok. Ấn được này. Tên được rồi. Qua ba lớp cửa này. Ấn nó xuống rồi này. Ơ em vừa ấn xuống cái mở cửa nào rồi anh em ạ? Em vừa ấn xuống. Đây này, ấn vào đây này, ấn cái cột này này. Yep. Cái này đéo được. Đấy, cái dấu ấn. Đây này, cổng bên này này. Cổng nào? Đây. Ô. Oh. Đi. Đi. Let's go, let's go. Yên tâm, không gian hẹp thế này nó làm sao bắt được mình. Mẹ, sao không bắt được luôn mình nhỉ? Ôi ôi, cỏ mê cung này trông sâu lắm anh em ạ. Ôi. Con này chạy chậm lắm, anh em chill đi. Chill đi. Ơ nhưng mà chạy được nào? Ôi, dòng kì. The fuck? The chosen one. Ơ kìa. Cố gắng nhá. Đố ra được hả? Đi đốt đi. Cố gắng nhá. Hẹn gặp em sau. Không, nó chạy chậm lắm. Thôi. Ở đây luôn này. Master gì người được chọn đi tệ. Ô cái đít con mẹ nó ngoài này này. Mẹ nó đi. What the fuck. Sao lại ngoài rồi? Oh no. À nó mở cửa dưới à? Oh, come back. Mở cửa dưới sao ấy? Không, con này chạy chậm lắm. Con này mình chạy được nó mà. Ừ, thế mày đây ra, mày ra chạy hộ tao này mày. Đâu? Đường này hẹp. Đang ở đâu, đang ở đâu? Nó vừa đâu mà. Anh em đang ở đâu? Đang ở chỗ cửa chính ấy. À rồi, ok, em đang chạy ra. Quang kia đúng không? Ừ, đúng rồi đấy. Đến đây anh Quang ơi. An toàn, an toàn lắm. Mấy thằng này không nó. Ra đập nó phát đấy. Mày ra đập đấy. Thằng lớp trưởng anh cũng sợ vãi lồn nên đứng trốn trong góc kìa. Chiu, bro. Hey. Ôi. Chạy thẳng không muốn chạy thẳng phát ra đây nhỉ? Hay là nó bị mù nhỉ, nó không nhìn được ấy. Ờ đúng rồi. Đấy nó cứ vô lung tung kìa. Ôi. Chạy lùi đi. Không phải sợ, con này không đuổi mình đâu, đảm bảo luôn, em đảm bảo. Buda Mato chứ em. Hay là nó chỉ nghe tiếng chân nên đi ra đây đi chơi. Nó không đuổi mình đâu, mình chạy nhanh hơn nó mà. Mẹ sao mình không đập con này kìa, bốn thằng trưởng này sợ đéo con này bị không. Ơ, the fuck anh Linh ơi. Chạy tốc độ nhanh anh. Tao bắt cua con đây rồi. Có một con nữa này. Chạy dưới con đường này. Cái này không con nữa này, phải luôn. Mày ơi. Tên ai? Đèn đỏ đỏ của bà Thái ơi. Thái. Team cu. Đèn đỏ đỏ đâu ra? Hay đèn đỏ này. Chạy đi anh Linh ơi. Chạy đi. Chạy đường nào ấy. Giờ ai biết cứ đi rồi. Chạy mấy cung mà. Cứ chạy đi, cứ chạy. Kìa, đi mà. Đi. Đi bạn đâu, ơi, đi mẹ có đường đâu. Đi theo mình. Đang đi khám phá. Đi sang phải này. Đi sao đuổi ra ấy nhỉ? Anh biết nó còn mấy con đi đấy. Rẽ nào, rẽ đâu, đi thẳng à? Không, đi thẳng. Em phải luôn là đẹp. Anh rẽ đâu, anh phải đoảo nha, không là bị ngắt quãng ấy. Thẳng đi phải. Hình như nó không đuổi nữa sao? Đúng rồi, nó kêu nó không đuổi đấy. Con này mình chạy được mà. Thẳng ấy. Hình như nó cứ vòng thôi sao ấy. Mấy cái này đường này nó nối với nhau mà. Cái catacomb này địt mẹ à, nó nối với nhau hết. Intercom. Kinh nghiệm chơi địt mẹ đắc sâu rồi. Ok nhá. Mấy con người xương đập không tiến nó lại liền lại mà, mình không mình đập phải mấy lần mới chết đấy. Có invisible wall ở đi, có đường kiểu dốc xuống này. Ừ, em vừa đi vào cái đường dốc xuống đấy đây. Đúng rồi, đường em khác. Ờ đi, con mẹ mình giải đen lắm nhở, có thể em á. Xương ấy đi, con mẹ. Cái Linh ơi, nó vẫn đang đằng sau. Dễ đâu. Đi mẹ đừng cút luôn, vãi lồn ạ. Nó bắt em.
bằng người được chọn. Tại sao nhỉ? Ghém xương vãi luôn anh em ơi, đi mẹ. Em đang đi chỗ nhiều xương này, đang đến cái hầm nào này. Thằng ấy vãi luôn. Ê, chỗ một ngoài khác ấy. Không, chỗ bọn em đi mẹ giống chỗ anh với em quăng vào đấy. Không mà, ngoài khác. Ok, sách gì đấy? Sách chiều hồn ăn đá ấy này. Chiều quá ấy. Thành ơi, chạy đi bạn ơi. Thành ơi, đúng chạy rồi, đi. Mình ăn ăn tên tao rồi, đi. Chị sẽ lấy được thêm một cái mật thất nữa. Mật thất nữa à? Ok, thế để em mở mật thất đấy nhá. Ai đó cứu ơi, đi mẹ tí thôi. Thầy với bạn nhặt được cái gì không? Một cái cổ nữ. Đây rồi, thế mở rồi, đây mở rồi. Đi phải đi của đéo, kia quay lại chỗ cũ này qua ấy. Anh lại đi phải ơi. Ê, ra đi anh em, ra đi anh em, đi cửa bên phải này, à đi cửa bên trái này. Cứu với anh em ơi, đi không mẹ. Rồi đã biết đường nào. Anh em ra được bên ngoài không? Ra được bên ngoài không? Em có ở hành lang không Quang? Đây em đang ở hành lang mà. Đâu anh đâu thấy nhỉ? Đâu anh đâu? Đây thấy không? Đây thấy rồi. Có gì tôi? Đây, vừa mở cửa nào ấy nhỉ? Vừa mở bên cửa bên phải, à bên phải anh em mình đấy, đây hướng này này. Đây bên phải này. Ừ, đi ra, đi. Thôi đi luôn đấy. Sợ gì? Anh sợ à? Sợ chứ, anh sợ rồi. Ôi, sợ đi. Đây, bốn đợi đủ người hết đi. Mình. Đây đủ người đấy. Đây, người đấy. Wait a minute. Ngồi đây chill. Bên này có vẻ sáng lắm. Không thì anh em cứ để cho nó bắt đi, để spawn bên này. Sang trang, sáng sủ. Mình đéo ở trên. Tiếng ra ra hành lang chính nhở? Anh em ra hành lang chính nhở? Cái gì? Mẹ đứng ngay trước mặt tao. Thế thì thôi rồi, niệm rồi. Rồi bắt mẹ ra đi. Ok, pháp sư có... Hey, pháp sư này. Sợ quá đi, con mẹ. Ê, Linh đâu rồi? Đang respawn. Đây, đứng chốt ở đây. Đây thì anh em đi đường này. Anh Linh chạy thẳng dọc hành lang chính đi. Căm, ám căm. Yên tâm, con này mình chạy được mà, con này mình vẫn chạy được. Con này tốc độ chạy của mình nó không bằng mình đâu. Nhưng mà đi mày nó làm mê cung phải không? Mày kiểu vào đấy mày đâm con cụ vào đường cụt. Cái con Thành... Con gì thằng Thành đuổi anh mãi đuổi đéo đâu. Anh chạy quanh phòng phải 5 vòng liền. Kéo đuổi. Lằng ba vì bộ với Linh. Đi, let's go. Thả đèn nhá. Đi vào đây, vào sâu xuống. Con đây này. Ôi. Đi. Vãi lợn. Người lợn luôn. Ui, to lên, ui nó to lắm. Nó to lắm anh Thành ạ. Đi Thành ạ, đi. Nhân cơ hội mình phải đi. Ê, nó dí anh Thành ơi, đi. Ê, nó dí tao rồi. Đi, chạy vào sâu trong đi, đi, vào đây. Phía trời, đi, đường này đi. Trong này có cái gì, trong này có cái gì đây. Đâu? Khóa này. Đi mẹ, anh đừng có đứng yên đấy à, đi. Lấy chìa khóa rồi. Lấy chìa khóa rồi á? Lấy được cái chìa khóa đây, đâu biết đi mẹ nó nhặt cái chìa khóa này, tao không biết được cái gì. Đi. Thế đi ra ngoài xem mở được cái gì không? Như đâu mở mẹ luôn. Hả? Cổ ngữ mà, phải ngữ what the fuck. Có thể à? Ê, quay lại sau này, anh em nhìn này. Đâu rồi, anh em đâu hết rồi. Em quay lại sau đi. Ôi. Sau. Yo, what? The fuck? Nó bắt em rồi. Gì? Mẹ cái. Nó chạy anh vãi lồn luôn. Nó bị đầu bùi gì anh ạ. Con lồn dưới đấy địt mẹ. Con đấy nhìn quen đấy. Ô, lại về đâu ấy trời ạ? Không biết. Insert à, đây hai này khác nhau luôn này. Ui, lại phải giải đố ấy trời ơi. Game cho chó chơi. Cần chìa khóa. Ê, kiếm được 1 chìa khóa thôi. Còn cần... chìa khóa đấy à? 9 cái chìa khóa nữa cơ. Ai lồn, không 5 cái, nó bảo 5 cái để đủ access. Cái thằng kia nó giấu chìa khóa đâu ấy. Chạy sâu lắm rồi đấy sẽ. Sâu deep. Ủa có hai chỗ kìa chứ. Cái này lên này ra chỗ có đèn này. Có ánh sáng này. What the fuck. À chỗ này. Ôi. À đấy, chọn hai cái giống nhau giống kiểu của anh Linh vừa nãy bảo đấy. Đây cái đèn Thành này. Là của anh Linh này. Ừ. Xong lại điêu rồi. Giải rồi. Ừ. Này có gì không? Ở đây mở được cổng đầu tiên rồi. Cổng đầu tiên là cổng nào? Này á? Mở được cái cổng đầu tiên ở chỗ cái đường chính rồi. Ôi trời ơi, em thấy nó. Chị em đứng nhìn nó làm gì nữa? Ra đây. Đi ra đây. Không biết, anh không quen em.
chạy đi. Thôi đi, còn mẹ, cái chó chơi rồi. Game cho chó gì chơi à. Có gì? Cái đường sau có gì không? Chạy thẳng ra đi. Mày nhốt hay nhỉ, địt mẹ sợ mẹ luôn. Đấy, cái lúc vừa nãy em ra đây đấy, xong em nhảy xuống đấy. Em nhảy xuống đi cái đường này đấy. Ừ, đi ra lộn mẹ toàn bộ. Ê, ê, quay quay đường thay qua. Từ từ, bình tĩnh. À, cái này đi ở đây rồi. Gì? Lại được chìa khóa à? Ừ. Cần mấy cái nữa cơ. Đi đường này, đường này, đường này. Đường này có, anh thấy có cái cổng đằng sau, có cái đường đằng sau đây, có hai đường này. Về đi đấy. Cái này cứ lông hồng. Màu hồng của ai đấy? Màu hồng của ai? Hồi xe ơi từ từ, chả bên này có đèn đi chứ. Thường mấy chỗ có đèn là mấy chỗ giải đấu rồi. Đấy đúng rồi. Đây này, đây. Ơ đây này. What the fuck? Cái gì đấy? Cháu biết. Nó là cái gì nhỉ? UC nghe tiếng không? Hay dùng cái mộ có ba cái hình cũng cứ đéo thì đi UC, đi tiếp đi. Đi tiếp UC, đi này bên này. Chỗ này đi. Đấy có đường á. Học chó. Anh nghe tiếng không? Cái tiếng này tiếng con lợn gần hay sao ấy? Nó ở trên đầu mình rồi. Nhá. Yeah. Ê bên trái có đèn này. Chơi đi. Bên trái. Thầy và chờ em. Bên phải này. Phải có gì? Không biết nhưng có đèn. Ok, cửa bên trái đúng không? Em cần bên trái. Em biết em ở đâu nữa. Ở đây em. Là cái quỷ mẹ à. Lột ông linh à, đi mẹ à. Ơ, lại có mấy cái tự này. Chờ chìa khóa nữa này. Chìa khóa à? Ok, đi. Tự này, cái tự. À, từ. Thực ra đéo biết được đấy. Chưa hiểu lắm nhưng mà em nhìn ký tự xem kiểu ở giữa xong rồi hai bên kiểu nó là ngã tư ấy. Ừ. Còn hai bên có cổng này cổng nọ. Thôi đi lùi không fuck qua được nhỉ? Không nhảy được. Thôi đi ra bên chạy đi, cứ chạy đi. Để anh mày đi đây. À, tìm một lợn này. Không. Đấy, bên trái có đèn này. Bên trái đấy nó quay lại cái vừa nãy mà. Yeah. Ừ, mình vừa tùy bên trái mà. Đi trái xong bắt đầu đi rẽ phải trái nữa là một vòng nữa còn gì nữa. Như thế. Kêu đi tiếp đi. Đấm liên tục đầu luôn. Ô, mày có nhảy xuống dưới tầng này không ấy? Lại quay lại chỗ này. Cái của anh ấy. Quay lại chỗ này. Quay lại nào, quay lại đi lại cái gió đèn vừa nãy. Cái đó cái quay lại vừa nãy nói mà. Check thử đi. Anh chưa check nên là check cơ biến. Này sao? Anh Linh, dạ, em lại sắp đổi máy rồi. Kệ máy. Sao lại tường rồi? Mày đổi ta đổi đâu mà mày báo tao. Cái mình chưa? Lại quay lại chỗ này chứ. Ờ. Ê, rẽ bên trái đi, rẽ bên trái đi. Kệ nha. Mưa rông bão vẫn đang 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 đang. Nhiều chỗ có xương mà đi. Nhiều chỗ xương lắm. Anh vào chỗ nào? Được, không biết. À, đốt lâu. Đây, xe ơi. Bên này, em nghĩ đây là đường cuối cùng rồi. Are you sure about that? Ấy. Ủa. Ấy, thấy chưa? Ôi, ôi. Có đường, kiểu đường dốc lên. Chơi rồi. Chết rồi, xe ơi. Ít con. Mày. Tại sao? Biết thế chụp ảnh lại. Ít, anh bảo biết ngay là nó có phải có cái lý do gì nó mới ở đấy. Đi qua lại. Đi qua lại. Ah yes, another key. Anh đâu rồi? Ở đây, từ để quay lại xem có hình mấy hình của ý. Anh đâu rồi? Quay lại cái phòng 3 đấy này, có 3 cái cột này. 3 level, insert 5 key. Không, có nghĩa là mình tìm thấy 2 cột rồi đúng không? À ừ. Còn một cái cột nữa. Đố gì đấy? Ây yo. Ok đi. Quay đi. Cứ có một cái cột nào thì chụp ảnh lại cột đấy. Ây giời ơi. Ít mẹ à, lại một mình vào cái cánh cổng địa ngục rồi rồi. Đi xe. Đi đường này em nhớ, mình nhớ đường. Thôi thì tao không vào địa ngục thì ai vào.
rồi. Hello C đây này. Tao không vào thì ai vào game đi. Mẹ hello gì đấy? Vãi lột labyrinth thứ hai trong labyrinth luôn. Đây đây. Labyrinth trong labyrinth luôn mà. À chỗ hàng rào em đi rồi, bọn em đi rồi. Sao mày không đặt đấy à? Tao đâu nhìn thấy cái rồi. Alo. Đấy có cái màu xanh. Nếu cái có cái của em có màu hộp của em thì làm đéo có cái màu lồn luôn. Không huy xe ạ. Nhưng mà bây giờ hả? Ở đi rồi đây có thằng treo cổ này. Từ chủ bảnh này đấy. Nó mình phân biệt được mấy cái đấy mà. Đi tìm tiếp cái. Ấy mẹ anh mất. Cái lưỡi nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Em nhớ mang máng ở khu này. Chế giấc máy yêu thương đi đi. Thôi. Không phải bên này, chắc chắn không phải bên này. Đi. Em nhớ ở khu này này, bên này cơ. Đấy, tên. Tìm cả thứ ba nữa mà. Đây này. Đây này, thẳng này. Anh Thả ơi, bị nhiều cái. Đây, bên này. Ơ đâu? Quay về mẹ chỗ cũ rồi. Cái nào ở đấy? Goodly. Đi ngồi bên kia rồi. What the fuck is this? Chắc lên đâu? Đéo lên được rồi. What the fuck is this thing? You don't have a key, which is... À đây giờ à, chỗ này là chỗ cắm chìa khóa đi mẹ. Đúng rồi, hôm em vừa ra đấy mà. Đúng rồi, em vừa ra mà. Chỗ đấy rồi. Đây, chị anh. Đấy, à, xả cắm mấy chìa khóa vào mở được thêm một cửa này. Ý, trời ơi, bọn em vừa ra chỗ đấy rồi à? Ừ, thì em vừa tìm thêm chìa khóa để anh cắm này, còn gì nữa. Đấy, xả. Em chụp đi à? Chưa. Lần thứ 3, 4 mày xuống đây rồi, đi mẹ à. Còn một cái nữa thôi xe ạ, còn một cái nữa. Bằng chụp đi. Chụp ơi. Đi. Vãi lột đây là cái cần này để gạt cái cổng thứ 3 này. Đúng rồi, cần. Thì mẹ nó có thời gian, nghĩa là bây giờ gạt cái là chúng là phải có một thằng đi ra để cái quay cổng đấy. Ui xe ơi. Không thì nó sẽ lại gạt lại. Cổng điện hồ à? Anh đấy. Cổng. Vậy đấy, vậy xem mà. Đây cổng điện hồ link đấy. Mở mấy cửa ấy. Nhưng mà mình chưa giải xong mấy cái bên kia. Có sao mở được mấy cửa đấy, sao mới mở được cửa. Làm gì mở cái cửa nào? Mở được một cửa à? Làm gì mở? Đấy, mở được một cái đúng không? Đúng. Đây mở được cái cửa thứ 3 đằng sau đấy, cái cửa thứ 2 chưa mở được. Đúng không? Cái cửa thứ 2 là hộ em hay sao này? Đợi tí. Ờ đấy, mày tìm mình mở gạt cái cửa thứ 3 đi để tao gạt cái cửa thứ 3 này, cái 2 đi, cái thứ 3 này tao đang gạt đi rồi. Cái thứ 2 này đang khó lắm. Gạt được cái này thì phải nó tìm lúc sau nó lại bị đẩy lại. Cái thứ 2 đang rất là khó. Đây tìm nốt cái kia được rồi. Cũng mà giả đi. Cứ chạy thôi. Đang không tìm thấy. Ờ chỗ này mà cắm hết chìa khóa đây thì nó có tác dụng gì nhỉ? Ui, quay về lại chỗ cũ rồi chứ. Chạy bên này nè. Ở đây nó có 3 cái. Không đi đường ấy nào. Ơ, giải được cái này chưa? Đi đường ấy nào quá. Giải được cái đấy chưa? Đang đi tìm để giải đấy. Vãi lồn. Từ Huy Xê. Ừ, quay lại đây Huy Xê. Đéo gì ơi. Huy Xê. Gì ơi. Đâu? Mẹ. Trời ơi. Nó ở đây này đi. Chụp đi. Ngay trong phòng này. À ừ thì đấy, em chả bảo là cái đấy đấy, em chả bảo là con gì nữa. Em bảo ngay trong này đây, em chả bảo Huy Xê quay lại đây đi, em nhìn thấy cái này rồi đấy. Ê đi mẹ. Ờ, đây nào. Nhưng mà cái vấn đề là cái nào, cái chữ ở trên này nó là của cái nào chứ? Thì đấy, em nhìn chữ ở giữa đi. Ờ nhờ. Sao rồi? Ok, mở đấy, kia mở đấy. Đây, cần gạt này. Ê, gạt xong rồi. Đi, chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài chứ. Có đường dốc mà. Ừ nhờ, có đường dốc. Gạt rồi đấy. Còn một cái nữa, anh em gạt nốt cái kia đi. Thứ ba nữa. 2/3 level. Ừ. Gạt tiếp. Cái của Hình Linh nữa. Nhưng mà anh Ninh bảo là cái đấy có thời gian mà đúng không? Thế anh em mình phải chạy phát ra ngoài. Ý là như thế. Đường này như thế.
Đúng rồi, đường này xe. Đường này chắc chắn. Đây ra ngoài. Nice. Are you really sure about that? Đâu ơi, gật cản kia đấy, anh Linh đâu rồi? Anh Linh đang xuống kia. Thế lấy máy anh Linh gật đi. Nga đấy. Nhiều phải ra cái phòng nhiều chìa khóa kia chứ. Này ra đâu? Mở rồi, ý là mở rồi, còn gì nữa. Còn bây giờ còn một cửa nữa thôi. Hiểu không? Đây này. Mở đúng rồi, còn một cửa nữa thôi mà đúng không? Đây này, còn đúng một cửa của anh Linh nữa thôi. Linh gà đấy. Rồi. Đây, cả rồi, đi anh em ơi. Đứng mì. Trời ơi, dễ đi, các mẹ. Mickey. Dễ. Thế mấy chìa khóa kia để làm gì à? Thì anh Linh mở hết rồi đấy, cái lúc mình nhặt thêm rồi anh Linh cắm vào mở thế, anh không nhớ à? Cắm hết 5 cái rồi hả? Ừ. Ơ kìa. Hết mẹ game rồi đi mẹ. Ui giời. Phát đảo rồi à? Phát đảo rồi. Dễ thế nhở? Thì mẹ game này nó làm mấy năm rồi mãi đéo xong. Quá nhạt. Quá dễ. Không thấy có sự kinh dị. Thì hơi chán nhá đi cho mẹ. Chán rồi đi mẹ. Em Quang cứ rủ chơi mấy game này thôi đi mẹ. Không thấy sự kịch tính gì ở đây cả. Dễ không? Chơi backroom nó vui hơn. Mà trò này đắt hơn cả backroom đi mẹ. Ôi ra đây nó làm cái map rộng hết này. Good choice. Keep it up. Set testing island. À, đây này xe. Yeah. Đây là mình đi cái từng cái mình một phát đi, một phát hết từng cái mà mình đã gặp quay ra này. Đây. Đây ra đây đi này. Mình cũng gặp cái cổng này rồi đấy. Gặp mấy cái đá này, gặp cái thằng người rồi đấy. Gặp hàng rào này, gặp ghế này, gặp cổng này. Đây để xem mấy asset bọn nó. Ừ. Ngoài vứt asset của bọn nó.